Kính thưa quý khán giả, Sở Y tế Sóc Trăng thông báo các nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 15 giờ trong ngày 30 tháng 10 năm 2021 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày 30 tháng 10 là 165 ca, bao gồm huyện Trần Đề 54 ca, huyện Mỹ Xuyên 42 ca, thị xã Ngã Năm 17 ca, huyện Kế Sách 14 ca, huyện Mỹ Tú 11, huyện Châu Thành 8, thị xã Vĩnh Châu 6, thành phố Sóc Trăng 5, huyện Cù Lao Dung 4, huyện Thạnh Trị 4, trong số 165 ca mắc mới trong ngày 30 tháng 10, có 79 trường hợp là F1, 10 trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đã được quản lý trước đó. 46 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 30 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. Như vậy, đến nay, số ca mắc COVID-19 ở tỉnh Sóc Trăng là 5.384 ca. Cụ thể ở các địa phương như sau, huyện Trần Đề 1869, thị xã Vĩnh Châu 969, huyện Mỹ Xuyên 668, huyện Kế Sách 449, huyện Mỹ Tú 379, huyện Châu Thành 249, huyện Long Phú 217, thị xã Ngã Năm 210, huyện Thành Trị 205, thành phố Sóc Trăng 92 và huyện Cù Lao Dung 77. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày 30 tháng 10 là 220, số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 3.412. Số ca tử vong trong ngày 30 tháng 10 là 4, như vậy đến nay Sóc Trăng có 48 ca bệnh tử vong do COVID-19 số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 1924 Lưu ý, bà con từ các tỉnh thành về sóc trăng hãy chủ động đến ngay các trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, cài đặt ứng dụng bc covid để có mã qr, cùng tham gia giám sát cộng đồng để bảo vệ vùng xanh.